Dạ, Shop Lan Nguyễn em xin mến chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh Đồ Xưa Mê Công. Em ở khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại giao lưu của em là 0772997668. Hôm nay em có 20 sản phẩm mong muốn được giao lưu cùng quý cô chú anh chị gần xa ha. Bên em thì có sỉ lẻ ship toàn quốc, cô chú anh chị mình có nhỏ ý thì liên hệ với em. Rồi mã đầu tiên là mã 1H. Đó, em có một cặp hũ trà rất là đẹp nha cô chú anh chị mình. Đó, hàng này hai hũ này kích thước bằng nhau. Chiều cao là 15. Em đo dòng bụng là 36 nha. Đó, được vẽ cô gái Nhật rất là đẹp nha cô chú anh chị mình. Đây, phía trong em mở phía trong trước cho cô chú anh chị mình xem trước ha. Đó, cô chú anh chị mình để trà. Đó, để trà khô rất là thơm nha cô chú anh chị mình. Đó, em sẽ quay một vòng cho cô chú anh chị mình xem. Có mộc đỏ nha cô chú anh chị. Đó, mộc Nhật rất là đẹp nha. Rồi mã này là mã 1H, em giao lưu với giá là 600. Tiếp theo là 2H, em có một cặp bình nha cô chú anh chị mình. Đó, cặp này nhỏ nhỏ cũng khá là đẹp nha. Chiều cao là 19 thôi. Đó, em đo miệng thì 8 và dòng ở đây thì 15. Cái dòng bụng này khó đo thôi, em đo đại khái như vậy thôi nha cô chú anh chị mình. Hai cái thì kích thước bằng nhau ha. Đó, cũng được cô gái vẽ cô gái Nhật rất là đẹp luôn. Hàng có mộc nha cô chú anh chị. Đó, cặp này em cũng lên giá rất là ưu đãi cho cô chú anh chị mình. 2H này với giá là 800. Rồi em qua mã 3H này thì em có 10 cái dĩa trúc lâm thất hiền, hàng là chuẩn sâu tuổi nha cô chú anh chị. Đó, tình trạng thì lành lặn trên 90% ha. Đường kính của dĩa này là 16 thôi. Đó, chiều cao là tầm 4 thôi nha cô chú anh chị mình. Rất là đẹp luôn. Mã này thì em giao lưu với giá là 400 cho mã 3H. 4H này thì em cũng có 10 cái dĩa song long. Đó, hàng sâu tuổi luôn nha cô chú anh chị mình. Thì hàng sâu tuổi cho nên tình trạng thì có những cái là nó bị sờn hoặc là bị mẻ một chút xíu nha cô chú anh chị. Đường kính của cái dĩa này là 16. Em đo chiều cao là 4 thôi. Đó, mã này em cũng giao lưu với giá là 500 cho mã 4H. 5H này thì em có 10 cái tô chiếc yêu. Đó. Hàng này rất là sâu tuổi nha cô chú anh chị mình. Tình trạng thì em bao là lành lặn trên 90% ha. Đó, mấy cái tô này bây giờ rất là hiếm nha cô chú anh chị. Em đo đường kính của cái tô này là 16 nha. Chiều cao thì 7. Đó, 10 cái này thì em giao lưu với giá là 500 cho mã 5H nha. Rồi em qua mã 6H này em có 10 cái chén song long. Đó, hàng này của Tàu nha cô chú anh chị mình. Thì hàng này người ta trưng bày thôi cho nên tình trạng em thấy vẫn còn mới nha. Rất là đẹp, có một 4 chữ Tàu. Đường kính của cái chén này là 13. Đó, cao là 7 phân nha cô chú anh chị mình. Hai con rồng ha, rất là đẹp luôn. Song long nha cô chú anh chị mình. Hàng vẽ tay hoàn toàn nha. Đó, cô chú anh chị mình để cái chén này mà ăn cơm thì rất là sang luôn. Đó, cái này là thấu quang nha cô chú anh chị mình, chén thấu quang nha. Đó, dọi đèn vô rất là sáng luôn. Rồi 10 cái chén này em giao lưu với giá là 900 cho mã 6H. Tiếp theo em có một cặp bình hút lộc nha. Bình này thì men rạng rất khá là đẹp luôn. Chiều cao là 18. Đó, em đo dòng bụng là 49 nha cô chú anh chị mình. Miệng bình này 6 thôi. Đó, hàng này thì hàng Tàu cũ nha. Em bao cho hàng Tàu cũ cho cô chú anh chị mình. Đó, rất là sâu tuổi nha. Cũng 4-50 năm rồi nha cô chú anh chị mình. Hàng được vẽ tay hoàn toàn ha. Đó, tích làm Đạt Ma Sư Tổ nha cô chú anh chị mình. Đây, Đạt Ma ha. Đó, rất là đẹp luôn. Men rạng rất là đẹp nha cô chú anh chị, có mộc nha. Mã này là 7H, em giao lưu với giá là 1,2 triệu. 10H này em cũng có một cặp 8H, em xin lỗi.
Chiều cao của cặp này là 26. Dòng bụng là 50. Em đo miệng là 5 thôi nha cô chú anh chị mình. Đó, một cặp bình của tỏi ha, hàng tàu cũ nha cô chú anh chị. Hàng này rất là sâu tuổi luôn. Đó, đã lên men rạn ha, khá là đẹp. Có bút ký nha cô chú anh chị mình. Đó, mã này là 8H, em giao lưu với giá là 1,5 triệu thôi. Giá hôm nay rất là ưu đãi và hữu nghĩa cho cô chú anh chị mình nha. Rồi tiếp theo 9H này em có một cái bình hút lọc ha. Đó, bình này khá là to nha cô chú anh chị. Chiều cao là 44. Em đo dòng bụng là 117 nha. Đó, miệng trên đây là 6 thôi nha cô chú anh chị mình. Hàng thì em bao cho cô chú anh chị mình là hàng giẻ tay hoàn toàn. Đó, không phải giẻ tay thì cứ trả về cho em nha. Đó, cô chú anh chị mình cứ yên tâm khi giao lưu bên em nha. Em cho cô chú anh chị mình kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đó, có mộc nha cô chú anh chị. Trung đế đây. Hàng giẻ tay rất là đẹp luôn. Mã này là 9H, em giao lưu là 1,8 triệu thôi. 10H này em cũng có một cái cặp bình củ tỏi nha. Đó, cái này em giao lưu một cặp luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao là 50. Trung đế là 53. Bụng là 96. Cổ là 34. Và miệng là 18 nha cô chú anh chị. Đó, hàng được giẻ tay hoàn toàn ha, không xích mẻ bể vỡ chỗ nào nha cô chú anh chị. Tích là chim hoa, đó rất là đẹp luôn. Hai cái kích thước và giẻ đều giống nhau hết. Đó, trung đế có mộc đẹp nha cô chú anh chị. Mã này là 10H, em giao lưu cặp này là 2,8 triệu. Cô chú anh chị thích cái nào cứ chụp hình gửi vô Zalo cho em ha. Số điện thoại giao lưu của em là 0772997668 nha. Em ở Ô Môn, Cần Thơ. Rồi tiếp theo em cũng có một cặp bình. Cặp bình này khá là lớn luôn. Tích là cửu long ha. Hàng được vẽ tay rất là đẹp. Chiều cao là 65. Đó. Trung đế là 61. Và em đo bụng lớn nhất á, là 98 nha cô chú anh chị. Đó, cổ thì 36 và miệng là 19 nha. Cửu long nha cô chú anh chị mình, tình trạng thì lành tích ha. Đó, rất là đẹp luôn. Cặp này khá là lớn thì cô chú anh chị mình cứ nghe rõ cái thông số em đo ha, để mình hình dung được kích cỡ to nhỏ cỡ nào nha cô chú anh chị mình. Đó, hàng có mộc đẹp nha. Rồi cặp này em giao lưu với giá là 3,6 triệu cho mã 11H. Rồi tiếp theo thì 12H này em có một cái cháp nha. Đó, thì cái này cô chú anh chị mình để bánh kẹo hoặc là nữ trang gì cũng được. Cháp tròn khá là đẹp luôn. Em đo thông số trước nha. Đó, mặt đường kính ở đây thì 28. Và chiều cao là 12 nha cô chú anh chị mình. Đó, tích đồng quê rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, tích cảnh nha. Ốc thì không che vào đâu được nha cô chú anh chị mình. Xà cừ 7 màu khá là đẹp luôn. Đó, ở xung quanh này người ta cũng cẳng luôn ha. Chim hoa rất là đẹp. Đây, mặt phía trong đây. Đó. Hàng thì lành lặn và liên lạc hết nha cô chú anh chị mình. Đây. Đó, cô chú anh chị mình để bánh mứt hoặc là mình để nữ trang gì cũng rất là sang luôn ha. Đó, cái này mã này là 12H, em giao lưu với giá là 3,6 triệu nha. Đó, phía dưới trung đế đây. Rồi em qua mã. Cái đó 13 hả? 14H này thì 13H này thì em có một tấm lịch ha, hàng này thì liền khối nha cô chú anh chị. Chiều dài là 64. Em đo chiều ngang là 34. Và em đo hảo cuốn lịch này nha cô chú anh chị. Đó là 28 ha. Ngang như vậy thì 18 thôi. Đã, độ dày này là gần 4 phân nha cô chú anh chị. Dạ, gỗ gõ.
ít là uyên ương khá là đẹp luôn ha. Thì Tết rồi cô chú anh chị mình nên giao lưu những cái này về để mình để tranh lịch ha. Đó, hàng liền khối cho nên rất là nặng tay. Đó, khi giao lưu thì em sẽ lau sạch sẽ cho cô chú nha, làm móc gieo luôn. Rồi mã này là 13H, em giao lưu với giá là 2,2 triệu. 14H này em có một tấm chanh. Đó, chanh này được cẳng là chữ tâm. Chiều dài là 67, lọt lòng miếng dán ở trong là 60, chiều cao là 47 và lọt lòng là 40, độ dày thì 3 phân. Đó, gỗ thì gỗ gõ ha, hàng em bao đẹp và lành lặn cho cô chú anh chị mình. Đó, chữ tâm nha cô chú anh chị. Phía trên đây người ta có cẳng một dòng chữ nha. Đó, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến nha cô chú anh chị. Mã này 14H em giao lưu với giá là 2,8 triệu thôi. Đó, giá rất là ưu đãi hữu nghị cho cô chú anh chị mình. Rồi tiếp theo thì em cũng có một tấm chanh chữ thọ. Chiều dài là 63, lọt lòng là 56, chiều cao là 45 và lọt lòng là 38. Độ dày là gần 3 phân, 2 phân rưỡi gần 3 phân nha. Đó, được cẳng rất là đẹp luôn. Gỗ thì gỗ gõ, hàng lành tích. Đó, bên đây người ta cũng cẳng một dòng chữ luôn nha cô chú anh chị mình. Mã này thì em cũng giao lưu hữu nghị cho cô chú anh chị mình với giá là 2,8 triệu cho mã 15H ha. Đó, phía sau hàng rất là đẹp. Rồi tiếp theo 16H này em có một bộ cuốn thư được thiếp vàng. Chiều dài của cuốn thư này là 106. Em đo chiều cao là 40 và độ dày là 3 phân nha cô chú anh chị mình. Đó, em đo cái cặp liễn này luôn ha. Chiều dài là 113, 14 nha. Đó, ngang rộng như vậy thì 14 và độ dày là 2 phân. Đó, được thiếp vàng chữ là Phúc Lộc Thọ. Ở phía trên đây là Thái Phượng nha cô chú anh chị mình. Đó, gỗ lim ha, hàng liền khối khá là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Cặp liễn người ta cũng được thiếp vàng luôn. Đó, chữ là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh Tử Hiếu Tôn Hiền Dạng Đại Dinh. Đó, hàng liền khối ha, rất là đẹp luôn. Phía ở này lên luôn. 16H này em giao lưu với giá là 4,8 triệu. Rồi tiếp theo là 17H này em có một bộ phượng gồm 3 món nha cô chú anh chị mình. Bộ này thì cô chú anh chị mình có không gian nhỏ, mình để rất là đẹp nha. Thì gồm hai cái ghế băng dài và một cái bàn. Em sẽ đo thông số cái bàn trước. Chiều dài của cái bàn này là 113 thôi. Em đo lọt lòng miếng dán ở trong là 94. Và vị trí ngang là 50, lọt lòng là 33 nha cô chú anh chị. Đó, chiều cao là 50, em đo dìm bàn là 12 và cái đố chân dày là 7 phân. Bộ này là gỗ gõ nha cô chú anh chị mình. Đó, thì em giao lưu về em đã bu một lớp bóng mờ cho cô chú anh chị mình rồi. Đó, ốc thì đã ngã màu theo thời gian ha. Bộ này thì cũng trên 40-50 năm nha cô chú anh chị mình. Đó, tình trạng thì bây giờ lành lặn và liên lạc hết nha. Đó, cô chú anh chị mình ở chung cư hoặc là ở không gian nhỏ ha, mình để cái bộ này rất là tiện nghi luôn. Với lại bộ này khá là đẹp nha cô chú anh chị mình. Đó, bộ này mà không che vào đâu được. Ở diêm bàn người ta đục nha cô chú anh chị mình. Đó, hàng lành lặn và sạch sẽ ha.
Đó, rồi tiếp theo thì kích thước hai cái ghế này thì bằng nhau ha. Em sẽ đo đại diện một cái thôi. Chiều dài cái ghế này là 1m36. Lọt lòng miếng dán ở trong là 1m2. Chiều rộng chỗ ngồi ra là 45. Tựa lưng cao là 75 nha cô chú anh chị. Đó, từ chỗ ngồi, từ mặt đất lên chỗ ngồi là 35. Diềm ghế là 16. Và em đo cái đối là dài 7 phân nha cô chú anh chị mình. Đó, tổng thể chiều cao của cái ghế này là 1m07. Hàng đục khá là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình. Đó, bộ này thì em đã làm sạch sẽ và mới cho cô chú anh chị mình rồi. Đó, khi giao lưu thì cô chú anh chị mình khỏi cần làm gì hết trơn ha. Hàng đục khá là đẹp luôn. Đó, phía trên là con phượng nha cô chú anh chị mình. Ốc thì đã sâu tuổi ha. Đó, cũng đã ngả màu theo thời gian. Đó, cô chú anh chị mình hôm gầy mà kiếm những mặt hàng mà bàn ghế nhỏ thì nên sưu tầm bộ này về nha. Lâu lâu em có được một bộ nhỏ này thôi. Đó, thích thì cứ liên hệ liền cho em nha. Số điện thoại giao lưu của em là 0772997668. Đó, bên em thì em bao phí ship cho cô chú anh chị mình toàn quốc. Được kiểm tra hàng trước khi nhận luôn. Đó, cho nên cô chú anh chị mình cứ yên tâm khi giao lưu bên em nha. Đó, em quay mặt phía sau cho cô chú anh chị mình xem luôn. Mã này là 17A nha. 17H nha cô chú anh chị mình. Đó, 17H này thì em giao lưu với giá là 24 triệu thôi. Đó, giá rất là hữu nghị luôn ha. Rồi tiếp theo em qua mã 18H này em có một bộ đôn mai nha cô chú anh chị mình. Gồm 5 ghế và một cái bàn ha, được ốp đá vân mi rất là đẹp luôn. Thì 5 cái ghế này kích thước bằng nhau. Em sẽ đo đại diện một cái cho cô chú anh chị mình tham khảo. Chiều cao là 50, mặt đôn là 30 và miếng đá ốp ở trong là 20. Diềm ghế ở đây là 12 nha cô chú anh chị mình. Đó, em đo cái diềm chân ở đây là 13 nha. Đó, mặt ghế rất là đẹp nha cô chú anh chị mình. Ở dưới diềm đôn thì người ta đục ha, tích là chim hoa, khá là đẹp. Dạ, các mặt giống nhau. Đó, cô chú anh chị mình giao lưu về mình để uống trà ha, uống cà phê cũng rất là, ngồi cũng rất là thoải mái và sang nha cô chú anh chị. Đó, 5 cái thì giống nhau hết nha cô chú anh chị mình. Đục ha. Rồi tiếp theo em sẽ đo cái bàn. Đường kính mặt bàn là 73. Miếng đá đường kính ở trong là 53. Chiều cao của bàn là 80 nha. Đó, em đo diềm bàn là 15 nha cô chú anh chị mình. Đó, đá vân mây khá là đẹp nha. Gỗ thì gỗ gõ nha cô chú anh chị mình. Bộ này thì hàng cũng gần đây thôi nha cô chú anh chị mình. Đó, em bao cô chú anh chị mình là hàng lành lặn và liền lạc hết nha. Nghiêng cái bàn. Gồm 5 cái đôn, một cái bàn. Đó, mã này là 18H ha, em giao lưu với giá là 22 triệu. Đó, bên em bao phí ship cho cô chú anh chị mình toàn quốc nha. Rồi tiếp theo em qua mã 19H. 19H này em có một bộ tứ quý đá hàng tàu cũ nha cô chú anh chị mình. Đó. Em đo tổng thể 4 miếng nha. 4 miếng này là 1m15. Thì 4 miếng kích thước bằng nhau, em sẽ đo đại diện một miếng thôi. Chiều cao là 82,
lọt lòng miếng đá trong là 73. Và ngang á là 30 là 29 gần 30 ha. Lọt lòng miếng đá trong là 20. Đó, độ dày là 2 phân rưỡi nha cô chú anh chị mình. Thì những bộ tứ quý mà người ta vẽ ở dòng khung này nè, cô chú anh chị mình xem kỹ giúp em ha. Mấy bộ này rất là hiếm luôn. Em bao cho cô chú anh chị mình là hàng tàu cũ nha. Đó. Ở cái khung là người ta vẽ vẽ nha cô chú anh chị mình, không phải là cẳng nha. Đó, người ta vẽ rất là tinh tế và tỉ mỉ luôn. Bốn miếng đá thì lành lặn và liền lạc hết nha. Tích là sơn thủy nha cô chú anh chị. Đó, sơn thủy hữu tình ha, khá là đẹp luôn. Được vẽ tay hoàn toàn ha, men xanh khá là đẹp. Đó, em quay mặt phía sau cho cô chú anh chị mình xem. Đây. Đó, cô chú anh chị mình nhận hàng kiểm tra hàng cho em ha, không phải hàng cũ, hàng tàu cũ thì cứ trả về cho em. Mã này là 19H, em giao lưu với giá là 5,2 triệu. Rồi em qua mã. À, 20H này em cũng có một bộ tứ quý. Đó, tứ quý khung khá là đẹp nha. Bốn miếng thì kích thước bằng nhau, em sẽ đo đại diện một miếng thôi. Chiều dài là, chiều cao là 1m2. Đó. Ngang như vậy thì 38. Và độ dày là 3 phân nha cô chú anh chị mình. Đó. À, cái này là tứ quý cũng ốp bằng đá nha cô chú anh chị. Phía trên khung thì người ta đục khá là đẹp luôn ha. Hàng thì hàng tàu cũ nha. Ở phía trên này nha cô chú anh chị, em quay cho cô chú anh chị ngang luôn đi anh. Ngang luôn đi để em nói cái tích. Đó, phía trên này là tích là đồng tử du xuân nha cô chú anh chị mình. Đây, đó. Bốn miếng ở trên này là tích là đồng tử du xuân. Còn phía dưới này tích là cầm kỳ thi quả nha cô chú anh chị mình. Đó, mỗi ba tầng ha, ba tầng mà ba tích khác nhau nha cô chú anh chị mình. Rồi còn phía dưới cái khung tròn này là tích là tầm sư học đạo nha. Đó, bộ tứ quý mà có ba tích nha cô chú anh chị mình. Bộ này không che vào đâu được ha. Đó, hàng thì em bao lành lặn và liền lạc hết. Rất là đẹp luôn, quay phía sau chú Hải. Đó, em phía sau cho cô chú anh chị mình luôn. Hàng thì sạch sẽ hết ha, là lành lặn hết. Rồi mã này là 20H, em giao lưu với giá là 5,4 triệu ha. Đó, bên em bao phí ship cho cô chú anh chị mình toàn quốc. Rồi, mã này cũng là mã cuối clip ha. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi. Rất mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị gần xa. Em xin mến chào và hẹn gặp lại.